Xin chào mọi người, đây là một cái mẫu máy Roborock. Mẫu này thì khá quen thuộc mọi người ha, mình đã lên video rất là nhiều, nhưng mà không, đây cái hộp rất là khác, cũng là Roborock nhưng cái hộp khác, đó là một mẫu Roborock phiên bản nâng cấp, phiên bản Pro Max, phiên bản Plus. Mình chưa tạm là con Roborock Pro Max đi. Phiên bản nâng cấp nha mọi người thấy. Chứ mình là mình thấy cái mẫu này là mình rất là ưng rồi đó. Đó. Thấy chưa? Đây, Roborock. Thì hiện tại con này có trái và phải luôn nha mọi người. Thì đặc biệt cái con Roborock Pro Max này nè. Đó. Là tay quay được nâng cấp lên tay quay độ. Mọi người thấy chưa? Đây. Tay quay độ nha. Đó. Rất là đẹp luôn, tay quay titan. Đó. Và mình cảm giác như là con máy nó đầm hơn tí xíu nha. Đó. Và cái con Roborock này nè, cái phần star rap của nó kêu rất là ngọt. Đó. Không biết là mọi người có nghe rõ không nha. Nhiều khi cái tiếng thu âm của cái máy quay đó, nó nghe nó hơi sai sai, nhưng mà ở ngoài nghe mọi người nghe rất là sướng đó. Cái tiếng của Star Rap, mà con này cũng có như rap speaker luôn nha mọi người đó. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, đỉnh chưa, đỉnh chưa, đỉnh chưa. Giống như là phiên bản nâng cấp Roborock Pro Max đây. Thì mọi người sẽ phải trả thêm 80.000 đồng nữa để sở hữu cái con Roborock Pro Max này. Con Roborock mẫu bình thường lúc trước á là 370.000, thì mọi người phải trả thêm 80.000 nữa để sở hữu một cái tay quay titan, tay quay độ rất là đẹp. Star Rap QSS và Rap Ticker. Đó. Phải chi trả thêm 80.000 đồng nữa nha. Nói chung thì con này 400 mấy thì xài cũng rất là im rồi. Roborock phiên bản nâng cấp. Sáng mình cố tình mình lấy con tay trái, không sao mình bóc lộn với con tay phải vô này nữa nha. Đó. Trái phải đều có đủ. Đây. Ok, tí xíu nữa mình sẽ vô dây và test con máy này luôn cho mọi người xem nha. Roborock. Đó, giới thiệu tới mọi người, đây là con Roborock Pro Max. Tay quay bên trái và tay quay bên phải, hiện tại con đang cầm là tay quay bên trái. Đó, rất là đẹp thấy chưa. Thì lúc trước thì mình có làm một cái bộ combo, đó là con Roborock và cái cây Hinman Black với Beethoven. Mà thấy con cua nè, đây nè, con cua cái càng bự chảng luôn. Hồi đó ở nhà là bắt mấy con này à. Đây, cua kinh cang quá trời luôn mọi người, nó phá lúa kiểu này. Đây là review mà thấy ở đó một con nữa nè, ở đây một con nữa nè, nó kẹp lúa cái này là tiêu hết luôn. Trời mưa nó lên quá trời lên, cua càng nha. Con Roborock Pro Max thì lúc trước mình làm cái bộ này y chang gì luôn nè. À, chỉ khác con máy Roborock thường thôi. Thì nguyên bộ là 900.000. Thì cũng là mẫu này luôn, nhưng mà đổi thành con Roborock Pro Max này á, thì mọi người bù thêm 80.000 nữa là 980.000 để sở hữu một con tay quay đôi. Ủa vậy, tay quay titan. À, lắm Starrat, Starrat kêu rất là phê. Và Crash Ticker à, 980.000 nha mọi người. Hiện tại thắng mình đang để min, mình chỉnh là thắng số 7 ha. Khi mà máy ngang nào cũng vậy, mới thì phải tập quen với nó khoảng chút xíu thôi, mới quen nó thôi, về đường đầu nó sẽ rối.
GoPro Pro Max. Nguyên combo thì là 980, trần thanh tinh black 2 ngọn, dây PE Toman và con máy GoPro Pro Max. Thì mới là nó thường sẽ vậy á, nó chưa quen, chưa quen máy chứ không có ai mà tự nhận là tôi là tài năng, tôi là thiên tài hết, tôi câu máy ngang là không bao giờ gói, chuyện đó là không có nha. Sống chung mấy ngàn phải chấp nhận gói dây. Đó, bộ này 980, con máy không là 370 cộng với thêm 80.000 nữa, 7 × 2 = 14 là 450 nha mọi người. Đây, hơi bị đẹp nha quý vị. À, 450 thôi, sở hữu con máy có tay quay khá là đẹp, phải không, muốn nói là rất là đẹp luôn. GoPro hàng Hồ Cẩm Đào máy đỉnh. Bộ này sẽ không gồm mồi nha mọi người, không gồm mồi. Rồi, anh chị em mình yêu thích con máy GoPro Pro Max này, có thể liên hệ với mình qua Zalo, Facebook và số điện thoại 0368668711 hoặc là TikTok VT Thận. Mình sẽ gửi hàng tới mọi người nhận hàng, mở ra kiểm tra, quay thử, cảm thấy ưng ý thanh toán, không ưng ý thì gửi lại mình, không vấn đề gì hết, không mất phí gì hết nha. Còn mọi người nếu mà muốn mua nguyên một bộ này thì có giá là 980.000, mình sẽ vô dây tóm sẵn leader cho mọi người hết, nhận về lắp lại, chỉ cần mua thêm con mồi là câu được thôi. Cảm ơn mọi người.